Cho xe bằng sau ấy. Một chốt đề nghị chốt này em báo em bố trí cho một đồng chí đi cùng nhé. Và đồng chí để dẫn cái đường tới cái bệnh viện đấy nhé. Thì bệnh viện nào đây nè? Đây là chỗ đường Núi Thành á. Núi Thành hả? Ờ đây bây giờ bố ơi, cái đường Núi Thành nằm đâu? Đây anh ở đây anh chốt đi. Em chạy xe mô tô. Nha, dẫn đường đi. Rồi. Anh lên xe hỗ trợ bên đây có gì lát nữa kè xuống. Anh đặng cho bệnh viện nha, cô bác xong bệnh viện từ từ nha. Khẩn trương lên, cái đồng chí nào dẫn đường khẩn trương lên. Nhanh ơi. Đưa cái xe của chị vào trong nhá. Đi từ từ sóc em. Nhà chị ở đâu đấy? Ở Bình Tân hả? Không sao chị luôn. Cứ chờ ngồi im đấy chờ. Xe cứ mượn xe. Từ từ anh. Chị khám hai bên trong.